kiểu chạy bỏ, trốn bỏ mình ấy. Tại sao quá, Demon bắt. Ari spam chiêu mà thấy tốc độ đánh nó chậm thì mana nó ít mà đời tốc độ đánh nó cao hơn thì Ari nó lên 5 vàng mẹ rồi bạn. Ui đột biến thần dân giáp đột biến cho cắt luôn. Ừ được. Thử lại nuôi cho cắt cắm. Ê cắt luôn kìa. Phải chó vào cắm thôi. Làm bạn gì cơ? Yeah, có cát đâu rồi kìa. Để chó vào cắm thôi chứ. Bờ lên thân lực. Để cung mà nó bờ lên thân lực à. Mà tôi vẫn tham bạn ạ. Tôi vẫn tham một tí. Ngoại ping. Ngoại ping thì vẫn cứ trời. Con bờ lên này mà nó ra cái năng lượng xanh ấy. Là các bạn không cần cho nó bổ luôn luôn. Ố, nhà bán này nó thân lực à. Nó thân lực này. Nghĩa là từ đầu tiên này mút thì địt mẹ mày có số luôn. Tới cục cức. Ui, tôi biết ngay mà bạn ơi. Cho gắt con mẹ gì nữa. Trái tim ngoại bên à. Bạn cho tôi một cái gì đấy để đời đi. Queen, thôi bạn ơi, bạn chẳng cần cho tôi cái lô gì hết được chưa. Tôi làm hết. Bạn đấy cho gắt không? Tôi cho bạn cho gắt. Mình đánh cho à? Mình đánh ra con bởi lý thanh lịch. Tôi cho bạn kiếm BF, bạn làm kiếm súng luôn. Ok. Lấy cái giác sư công nghệ đi. Mình đang có cái form này đấy, còn ngon hơn con trò này. Mà chơi không để tôi còn biết. Tự ra hết đồ đi. Bạn kéo nó thôi. Đấy, kéo đấy tôi cho chó mà nuôi hộ bạn một số này, đỡ tiếc này đấy. Không biết nuôi hộ được không? Thì nó nhìn máu là biết. 1785 để xem đẩy sang được bao nhiêu. Một nghìn tám trăm hai mươi này đấy. Ok chưa, có chơi không để còn bán đi lấy 10 tiền. Rồi bán đi, bán lấy 10 tiền đi. Rồi ok chưa nha, mình đứng máu cho 10 tiền. Bán này mình chơi Raven. Chơi Raven à? Raven có lấy cái huyết kiếm luôn không? Lấy một con bất kỳ để huyết kiếm nhá. Thôi khỏi đi, mình giữ được máu chắc rồi. Brain thanh lịch đồ game thì trùm mẹ hả? Đồ game Brain thanh lịch mà sáng phố có thằng nào đâu. Ôi, bờ lên thanh lịch còn được đi chợ sớm nữa, mắc peo bạn ơi. Ui, trận này phải đi làm có mũ 10, 11, 12 luôn anh em ơi. Ui, tới cũng cức luôn rồi đó. Ui, bờ lên này. Cinderella luôn này, Mazaha luôn này. Rồi, ôi. Phòng này thì mình đem tới cũng cức luôn rồi đây. Được bạn ơi. Đẹp thế, ừ được. Làm bắn The Raven thì nó vui nha em. Mà nào gì thôi. Mua lại là gì mới. Good job, good job. Cố gắng lăn với mẹ, đừng cứ bắt nha. Làm 5 ngoại binh. 5 ngoại binh quá chứ còn gì nữa. Ren Leona không cần đâu đúng không? Chỉ gửi một ánh mắt ta đã trao cả con tim. Bạn cứ để biết kiếm lại. Đôi khi là bạn đánh năng lại bên nuôi ăn lăn đấy. Ngon lắm. Đi hợp tiền. Lý. Hợp lý hả liền đây mọi người nhớ.
Nuôi MF hồi nãy rồi, giờ nuôi găng lăn đi. Găng lăn Lucy đi. Ôi nuôi MF nuôi chán lắm rồi. Hồi nãy nuôi MF rồi, đánh theo kiểu năm ngoại binh ấy, nuôi con găng lăn có con lúc. Và đánh năm ngoại binh đến chết luôn ấy. Năm ngoại binh mới lên xạ hai đấu sĩ á. Bỏ lên mất công ty kìa anh em. Ôi đi mẹ thua. Con bờ lên thì mất một lần công ty thua kìa nè. Sàn thật. Ôi, đấy. Bạn không thua thấy chưa, may chưa. Bạn không thua anh em 91 máu này đi chơi hai mẹ rồi. Đâu thua mất có một máu hả bạn. 89. Sàn thật đấy. Bờ lê cung nhá. Ừ. Sàn chứ. Chợ là phải thế này là mới chất lượng mà. Bờ lê gần thì mất một lần công ty ạ. À thật đấy. Hợp thế. 5 vàng 3 sao đi dễ lắm ấy. gậy. Kháng phép. Kháng phép luôn à? Gậy kháng phép, ở kháng phép luôn đi, thế kiếm luôn đi. Wow, tôi có 2 mo luôn này. Mình cho con dích vào lấy tái chế không? Mình mang ra hà đốt ngon hơn. Nước mắt. Gậy. Năm sợi đi bạn ơi. Năm sợi. Năm sợi này tiền hả? Ừ. Quà to mà trang bị thành phần đa dụng đấy. Thứ gì đồ. Ui hai bài chuột với cả bài kia khỏe vãi lồn ra. Ôi cái gì đấy, chuột bà. Hai bài này khỏe vãi lồn ra đấy rồi mình thắng. Ô, kiểu thần gì. Ô thần tượng này nó rơi phần ngon đấy. Lúc này này. Ít đánh được rơi phần lắm này. Something need killing. I never compromise. Sợ thua quá bạn ơi. Up cái level này đi mẹ nó chắc. Sợ thua quá. Mình xương xương năm có thanh lịch. Mình xương xương nếp quái đây. Gặp gì vậy? Đau diệp thế ấy rồi. Ui 2 BF này ngon chưa? Thế thì trận này đánh được Ire này, Jin này, Truy Đam này. Này. Ê ê. Diệt khổng lồ hay đánh Senna thần tượng? Tùy bạn. Em ôn tựa, mình check ôn. Ô thần tượng đẹp lắm. Chỗ con Queen qua một tí, qua một ôm. Ui đây này. Ui đẹp quá.
Đánh nào, nó xe nào. Đánh không? Nó xe nào thì mình cho bạn cái gậy nữa là đẹp lắm rồi. Diệt cuồng đao. Nó xe nào thì mình cho bạn cái gậy. Cuồng đao gì á? Nó nào cho mình đồ làm gì? Thì hồi nãy bạn đẩy mình đồ mà. Đẩy bạn đồ đéo gì đâu, bạn ngáo à? À, chưa chưa. Mình cho bạn cái gậy đó. Có đánh IRE không? Mình bán IRE thì ở đây mình có huyết kiếm mà. Huyết kiếm với khăn rồi, bởi vì mình có một đồ đa dụng rồi. Huyết kiếm với khăn rồi này. Huyết kiếm, khăn. Không phải, bán chim em đây mình có tiền rồi. Bán chim đi, bán chim đi, chắc chắn là phải bán chim rồi. À, mình bán chim thì khỏi tiếp được đâu mà. Có cách banh không? Bạn có cách banh không? Không. À bạn có mít phát tuần không nhầm? Không. Let's bounce. Bạn không đánh Talon đúng không? Tôi bán Talon nhá. Không. Raven đây rồi làm gì nữa. Để phát lấy hình nha. Đây có cái này. Find me a path. Đây có Senna này. Con mẹ rồi, vào con Darius rồi, hỏng rồi. Có Senna này bạn cần không? Mẹ tôi sợ thắng đấy. Mẹ nó vào đúng con Darius. Thắng được đâu, mình đâu có. Bảo quang đấy. Chắc là có. Hay lâu qua. Má nó mới bảo chi đó. Đây mình còn lâu lắm, lâu. Mẹ. Lắm. Lâu lắm mới qua ở đây. Vâng, thế xong rồi. Ngon. Ok, ngon. Quá. Má, phải bỏ Darius rồi. Đấy, mình bắt Senna đấy. Bắn IRE đấy. Chiến lợi phẩm để đánh Senna nhá, được không? Đánh Senna. Đánh Senna thì bây giờ tôi lấy vào tấn công điểm yếu hay túi cứu thương hay trái tim vệ sĩ. Cái nào cũng ngon. Ui, hai anh lăn này, hai anh lăn này. Tốt, đánh canh flank được luôn đấy. Đánh canh flank. Đánh canh flank thì lấy tấn công điểm yếu nhá. Tấn công điểm yếu, chết đi vệ sĩ. Tấn công điểm yếu đi. Tấn công điểm yếu là ok nhất rồi này. Ôi trời ơi, đủ năng rồi. Được. Tí mình đẩy nhá. Kiếm nghe lăn 2 mình đẩy nhá. Rồi ok, chốt gank flank nhá, Ok. Thế thì gank flank là gì? Khăn này. Khăn huyết kiếm. Huyết kiếm chứ đi, nghe lăn huyết kiếm luôn đi. Rồi để tôi bỏ bớt bọn. Đúng rồi đó, để phong như vậy đẹp. Tí kiếm Lucy, đến chết kiếm Lucy. Đến chết kiếm Lucy có kỳ là đẹp. Galan đi, cũng sao làm gì. Hũ 7 rồi. Còn tấn công điểm yếu rồi, cần gì tấn công ấy nữa, cung xanh nữa. Tấn công điểm yếu thì tính này cung xanh thì vẫn cần, nó cũng cần. Đấy các bạn quyền năng này, bây giờ tôi có thể làm quyền năng với cả một cái quyền năng luôn, khăn hoặc khám. Quyền năng khám. Quyền năng nhá. Quyền năng luôn đi, hát lên dễ. Dạ. Mình cần là Raven thanh linh. Bây giờ mình cần lượng một cái gang các bạn. Mình cũng cần gang, mình cần lấy hát pet cũng được. Rồi bạn lấy gang đi, Mình làm hút 7 mà. Nếu kháng pet luôn thì mình lấy cái dắp máu đi, tí nó đỡ bị chói đã. Ừ, đúng rồi nè. Dắp máu cho một con nào đó, nó không bị khóa máu. Giờ là bạn cần con Lucy nè, ốc 7 là Lucy với Cocky là đẹp rồi. Là form 5 phải bên đánh đến chết luôn đấy. Rồi, ok. Bờ ra ông ốc 7 nè. Xài luôn bờ ra ông đã nha. Ôi, mình copy. Cái này là hít kiếm, phải kiếm con leo na khác đã. Alo anh em mình ơi. Anh đang stream 1 tiếng, anh vẫn đang bị thiếu 2 tiếng. Ừ.
buồn chứ, anh em đang ngồi vui không? Ơ cái gì còn mẹ, mày cài vãi lồn, cứ tìm tôi vui thôi. Cái này nhìn có vẻ đuối quá ta. Nghe cay nhỉ. Bắn leo na thần lực thì nó không ra nữa đúng không? Cái gì? Cái gì? Chờ anh tí, chờ anh tí, chờ anh tí nhá, có gì coi lại nhá. Gì coi lại, có gì coi lại. Bạn ơi, tôi có quà to 50 vàng rồi. Bây giờ bạn cho tôi gánh hai tôi đổ đi. Cho một gánh lăng á. Tôi cho Zinix, tôi bị mất ấy nhờ. Tôi có thể tạm. Rồi, từ từ đi, ông mũ to to không được sao đó. Mũ to lắm rồi bạn ơi. Mũ này không đổ nữa cũng luôn đấy. Mũ có 9 à. Mũ 9 mà mũ 5 ngoại binh. To lắm. Ui, 39 máu rồi đấy, bạn ơi. 9 thì 39. Cái bình tĩnh, sắp cái gì. Chơi anh ngoài. Mình biết là cho con Dinh vào bị mất nội tải con Vi rồi, các bạn ơi, thoải mái đi. Đừng có xả con Vi. Đấy, không có xả Vi đâu. Giờ đi nè, cầm. The stage is set. Thì nó bỏ Vi. Ủa, chưa roll nè, roll đi, roll lấy em bên 2 đi. Roll vừa ấy roll rồi nhưng không ra. Bạn đánh cái gì, Draven Thanh Lịch không? Đúng rồi, Draven Thanh Lịch. Thì ngon, ngon, mãi lên. Mình có một hai Draven luôn không? Ờ, hai Draven thì mình đẩy qua đẩy lại nhá. Không cần, không cần, tôi đẩy hai đẩy tôi này. À, được, cũng được. Bạn cứ kiếm đẩy và đẩy cho tôi để tôi lên 3 đi. Ok, ok, ok. Cho mình hai đẩy là đẹp rồi này. They won't survive. Hai đẩy qua trước này thôi. Một qua trước để tôi nhặt đồ đã. Từ từ, từ từ, từ từ, xem đồ gì không? Mà thôi, thôi, bạn lo đồ bạn đi mắt. Mình đồ thế ok mình để nó còn lại nhá. Ờ, để nó đi, nó đi, nó đi, nó đi. Chết mạo rồi, nó mới rồi. Kiếm con leo nè. Ui, vừa bỏ có một con Lucian rồi. Rồi, gánh lên 2 nè. Đó. My vengeance will be. À, tôi cần gánh lên 2 các bạn. Bà ấy đồ cuối làm đồ gì bây giờ? 3 tiêu không? Khăn đi, không khăn à? Khăn xong rồi cái diệt cho Lucy. Rồi, ok. Hà nốt con này hữu rồi đấy. Khỏe chưa? Bạn có khỏe rồi đấy. Qua này, qua tới đây này. Sắp rồi. Thằng này nó chơi quá. Thì tối, để tên sau đây. Mình đẩy game anh hai qua này. Đang kẹt, đang kẹt, đang kẹt nhá. Mình đang kiếm con leo này. À, tôi cần tiền lên level quá. Trong sân có con đấu sĩ Jack chưa? Ờ, chưa có được rồi. Tôi bỏ dạng con Vi đi thay một con Jack. Tôi không dùng Vi bán này. Tôi sẽ bỏ ngoài. I will protect you. Tôi bảo, tôi lấy 44 tiền lên level luôn. Ui, đa. Xin cô đây này, gan ăn hai con luôn không? Một con có con lẻ ở trước không? Không. Ở cứ roll đi bạn, bình tĩnh, mình qua được, bạn chơi là mình qua được. Ừ, mình có diệt rồi, mình có diệt với đối tượng rồi. À, không được, không được, đối tượng mất đấy đấy. Nét này nó quá mỏng á, cây đấy. Ơ, cái yếu lúc xuyên này, sao vào đâu. Nổ rồi, nổ rồi. Nổ chết rồi, bắn qua đây chết rồi. Rồi, ngon. Bắn qua không? Đó, bắn nó thua rồi. Qua, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Rồi, đúng. Câu chuyện đã tới hồi tàn rồi đấy. Con hẻm mày thề nhiều đồ vãi lồn, có cả giáp chết luôn. I will protect you. Từ từ rồi, bán. Bán tiếp. Ui cái địch mẹ cái gì mà 5 cái nước mắt vậy? Lucy 2 nước mắt đi bạn. Có Kizeke kìa. Lucy 2 nước mắt có Kizeke đi.
Zeke cốc, Lucy hai nước mắt. Rồi từ từ. Zeke cốc. À làm cái tim băng đi. Tim băng. Đáp. Rồi ok, có gì cái kia thì đem máu đi chỉ chụp tội cũng được. 120 tiền bạn ơi. Run cách cách 3 luôn đúng không? Linh xạ thôi, ra con Linh là mạnh lắm rồi. Bây giờ mình lên 9 rôn, chỉ đích 2. Ủa, bài lắm 2 cốc hả? Không tính làm khăn à? Ờ nhờ, tôi bị thiếu mất một khăn rồi. Thôi không cần, tôi này tôi nhặt. Nhặt gam đi. Bảo gam hay không? Bạn cứ nhặt gam đi, bạn cứ nhặt gam đi. Mình cần có leo na này. Ui, 120 tiền luôn mà. À, mình lắp cái giáp gai sớm. À mà thôi, này bạn, bạn đẩy, bạn hay đẩy. Hồi nãy mà bạn đẩy cái thìa cho mình thì không? Mình thừa cái thìa này. Bạn còn hũ kìa. Tôi còn một cái giáp chết, tôi còn một cái giáp chết. Ừ, giáp chết là được tính ra. Rally to me. Chết là bạn thêm được tái chế nhỉ. Có gì tí bạn ghép găng lan sát thủ cũng được, xong rồi thêm một echo tái chế. Rồi. Anh em bảo giáp chết đéo đâu rồi. Giáp tinh thần cho con Zinix á. Let's get started. Ôi, bài bạn khỏe lắm rồi đấy. Có gì tí bạn Echo cũng được. Không, đến form này luôn là được rồi bạn. Mặt lắm rồi. Raven 3 rồi bạn ơi. Ờ, ôm đi, ôm đi. Mình còn chưa lên 8 nữa mà. Mình mới cho được 7. Nghèo quá. Rồi. Ơ, trong sân có hai canh quanh hả các bạn? Tôi nhớ Châu vừa đẩy một canh quanh 2, tôi chưa rôn. Chưa mà, chưa rôn mà, tôi chưa đẩy canh quanh 2 mà. À, bạn chưa đẩy canh quanh 2 à? Chưa. Tôi qua luôn đi, tôi lắp level rồi đấy. Ui, tôi lại có huy hiệu ngoại binh bạn ơi, tôi lên level có tam kê, tôi lại 5 ngoại binh đấy. Cái ghép siêu công nghệ đi nhờ, cho nhiều đồ nhá, cho khỏe nhá, slow bone đến chết. Cái ghép siêu công nghệ đi này, em đánh 2 qua này, lượm đi. Rồi, qua đi là 3 rồi đấy. Rồi, xong rồi. Ốc 9 luôn à? À ốc 9. 9 thôi. À đúng rồi, đúng rồi. Phong. Đúng rồi. Đủ phong rồi. Tí rồi có gì Zinix bàn tay công lý được. Ừ. Ủa lên 9 đánh kiểu gì mà 5 ngoại binh. Đâu, tôi tưởng là tức là ý tôi vừa mới nói là tôi mà lấy cái ấn cái kìa là cái ngoại binh. Thổ điên. Thì lên level. Thì lên level tôi sẽ là 5 ngoại binh đi. Điên. Thay đồ của ra ôm đi hả? Chưa cần à? Kinh thiên động địa đấy không chịu được. Chưa cần đâu bạn. Bờ ra đứng đây bếp sát thủ được mà. Bếp những cái thằng bay vô được mà. Ngày hôm qua nhưng phiên bản ngày hôm nay mạnh đã không bị ngáo và không chuyển đồ lung tung. Thế ra hôm qua cũng được tận hưởng kiểu như vậy đúng không? Bếp thì ổ có mấy con chuột nó bay nhiêu á. Xin cái ấn thanh lịch hả? Mạnh phải có. Bạn bắt xin làm gì đây? Cái gì? Bạn bắt xin làm gì để tôi bắt? Thì tí mình kẹp Jerry thì thêm giờ hin để lấy máy móc. À thôi rồi, thế là xin một được rồi. Ok, tôi chỉ giữ Raven thôi. Đấy, mình đang ôm Lucy nữa này. Tí mình lấy máy móc chứ làm gì? Ôi dồi ôi. Chỉ lấy mẹ máy móc xong tí mình bỏ Talon đi này. Mình đánh một con Jerry. Hoặc là mình bỏ Brain. Mình cho thêm một con Sam Ken vào. Và Brain CC rồi. Ngon hơn đấy anh em nhỉ. Ok vào đây xong mình cho một công nghệ vào ha. À cho một tái chế vào đúng không? Cho một Irae vào cũng được. Chế rồi, Irae vào không đấy. Hoặc cho con dây vào lấy cảnh binh. Ồ, Neko. Cung. Cung thông đạo đi. Hay là để cùng đao ra. Mình có cá này. Savor the misery. Ôi có cá bạn ơi. Cái này cá của tôi ăn đẫm luôn đấy. Thế thì mình bán cá hay là mình để cá? À, bạn bán kiểu bạn thừa đẩy gì?
Ủa thế cho ăn cắn con kẻ lở thế nhở? Có một đáy, mình có một đáy à? Ý là mình đang tính đẩy Lucy ấy. Mình có hai con Lucy nè. Thôi, không cần Lucy đâu, không lên được 3 đâu bạn ơi. Được, lên được 9 phần 30% mà. Để ra đẩy Lucy đi. Với để ra đẩy, biết đâu tí đẩy qua đẩy lại á. Ờ thế thật, tiết kiệm mình đẩy đi. Để tôi tự không cá bạn ơi. Giàu mấy liền, mình giàu mà tự roll là đẹp. Tôi tự roll cho, tôi để tôi kiếm cho bạn 6 con Raven nhá. À, mình đang có một Deco. Thôi rồi, không cần đâu. Thôi, 3 mà đó. Khỏi roll luôn, đã ra phát 2 con, 3 rồi. Chứ lồng má. Chưa có đẩy. Bàn tay công lý cho Zinix đi, để cái thìa tí cắn mắt được. Thôi, phải đốt 9 thôi nè, 9 thôi. 9 thêm Jerry vô đắm. Jerry với con gì đây? Jerry với con gì đấy nhở? Không đạo à? Dưng một cái gậy. Không đạo mẹ đi. Đến cho Jerry bổ đạo mà không. Rồi gần 3 là hết mẹ rồi. Thôi phải bán Lucian đấy bạn ơi. Đừng đẩy tôi làm gì cả bạn ơi. Chỉ giờ có gì đâu đẩy ông chết. Tôi còn cho mẹ kéo hiểu sao cho ăn đủ tiền được thì mẹ xin lỗi tao khen nhá. Em đáng thương quá luôn. Tôi thấy nó lại sao không để ghép thách đấu, cần gì hai thách đấu là được rồi chi nhiều nhá. Cho ăn ngon nhá. Chín thì mình thêm con gì thì mình xài hai cái bra ung thôi nhỉ, thêm nhiều tăng nữa. Tôi 6 Lucy thật rồi đấy thì đấy. Ủa sao bạn không cho con Lucy hit cốc, con Jayce hit cốc được cái mẹ gì đâu. Tưởng là nó phải được tăng cái gì chứ. Nó tăng cái bút tóc đắng thôi. Thế à, lởm đấy. ID3 thì hơi căng. Ôi dồi. ID3 hơi căng rồi đấy. Ấn pháp sư. Châu cần ấn pháp sư không? Không. Thì để tính đấy. Là có thì cũng được. Kết mẹ các pháp sư lên cũng được. Cứ để đi, nó còn nút ra nữa mà. Ừ. Nút ra cái thìa bây giờ ấy mà. Kìa cảnh binh thôi ha, để xem thằng ID đấy có bị khóa mỏ không ra. Ừ có đấy, thế mình kìa cảnh binh được. Hay ra sạng là diệt. À đây rồi, mình biết lấy cái gì rồi. Bạn lấy Lucy, bạn lấy Lucy không? Mình tính lấy Lucy mình đẩy cho bạn. Mình tính đánh 4 vệ. 4 vệ là đẹp các bạn ơi. Đến vệ sĩ đánh 4 vệ thôi. Ờ biết thế bạn nhặt cho mình con Lucy. Mình nhặt cho bạn cái ấn vệ sĩ. Thì không biết, thôi kệ. Mình lấy chép mình đánh 4 vệ sĩ là đẹp các bạn. Chết một con vệ sĩ là 4 vệ, ăn đến lâu. Nếu cô kia thì từ từ, mình đốc 9 thôi, giờ làm gì nữa đâu. Bạn ơi, tí bạn kiếm con giáp khác, bạn đẩy mình cái giáp máu được. Được bạn ơi. Biết sao tí con Raven mình lên 3 ấy, để nó khóa máu con Raven lại lên luôn. Bây giờ con giáp mình không cần thì nó cũng khóa máu ganh ganh mình, hay như mình nhiều đam, được. Thì bạn 1 tỷ. Khóa máu ganh ganh là cho con cá ăn mấy con đấu sĩ rồi, là hết khóa máu à. Máu Iren đâm cái chết con mình rồi này. Nó đâm cái chết con luôn. Thì thằng Iren ấy xỉu rồi bạn. Thằng này bạn tưởng Phoenix đi, mình làm con Phoenix 3 này. Khó đấy. Ôi mình có nhiều Raven lắm nhá, không cần bắt được đúng không? Đó, đủ rồi. Bạn đấy con 2 là đây rồi. Mình phải kẹp cảnh binh cũng được. Bỏ con bờ ra ôm kẹp cảnh binh không? Bỏ bờ ra ôm kẹp VJC không? Kẹp cái cảnh binh khóa mỏng nó lại. Bạn cũng khóa mỏng nó rồi mà vẫn thua à? Bạn ơi, 6 tiến công năng thần tượng ID3 hỏi sao? Địt
Mà cái ID 422 đam nó xiên thì ít có yếu lắm. 6 tiến công 3 thần tượng đấy các bạn ạ. Ván này sẽ cút rồi. Bắt Jerry làm gì mà đẩy đây, bạn lấy hết đẩy rồi. Còn má IR 6 tiến công 5 thần tượng à. Ui, của tôi rồi bạn ơi. 6 tiến công 5 thần tượng thì làm gì đó rồi. Rồi con đi để bất trị vãi lồn. Mẹ thằng top 1, thằng top 1, top 2, thằng thì 7 nhà phát minh. Đây rất tinh thần này, cho luôn leo nam. Tí cho Jerry đi cho đấy. Jerry câu giờ. À, cái quỷ thư này mà cho được con Zinix giảm bớt heal của con kia đi thì ngon. Quỷ thư hả? Quỷ thư cho Lucian. Không cho cá ăn à bạn? À ừ, tôi này quên đó bạn ấy. Quỷ thư Lucian ngon mà, Lucian mà lên 3 là gần quỷ thư bắn 3 con ngon lắm. Nó lên 9 thành rôn thế này. Lucian này thôi à? I've outdone myself this time. Đẩy qua đây đi bạn. Cần cái gì không? Gậy hay là thìa không? Thìa thì cũng được, ghép lại cho pháp sư cũng được, đặt đi bạn. Thế tôi ghép cái pháp sư cho bạn luôn nhá. Thôi, để cái gậy đi, lẹ. Này, cho bạn con này này. Savor the misery. Ui, Ire. À, Ire này chọn chết được anh em ơi. Có khả năng. Ui, má. Nó cần cái giấc tinh thần ấy, mình không giết được nó bạn ạ. Nó tàng hình đi ấy. Ừ. Đúng rồi, nó đổi ra ghét. Nó đổi ra ghét mà bạn. Chắc là mình phải kiếm con Vi với con JC thôi anh em ơi. Không, cái việc hồi máu nhiều cũng sợ bạn, quá mỏng lại rồi. Thú tượng, 2 găng, Solari. Thú tượng đi. Kiếm Vi với con JC bỏ vào ra ông ơi. Vi này, thiếu con JC đấy nè. Kiếm Vi JC mình bỏ bớt hai con này ra cũng được. Bỏ bớt con này ra, đánh ba con đấy thôi, ba thanh lực được rồi. Bỏ hai con này ra, đánh ba thanh lực. Cho con JC đứng búp tốc đánh rồi. Giờ hiên tí có cái. Giờ hiên ấy, nó kích là nó kích tí khi bạn có con Jerry. Thì nó kích. Cái máy móc bạn đang cần tốc đánh mà. Rồi đấy, con Ire nó vừa vào đánh nhau với bạn, nó qua đây luôn là sao? À, có bọn kia ép. Con nó vừa. Rồi, Ire chết luôn rồi bạn ấy. Ui. Dắp gai bạn ơi. Ờ, ngon bạn. Let's get cracking. Thì mẹ tôi cho anh planh dắp gai luôn nhá. Nhanh planh dắp gai, ừ. Giáp cũng được, gắn lăn giáp gì đấy, đưa vô cái mặt đó. À, mình đang thiếu một con cảnh binh. Giờ mình gặp thằng bảy nhà phát minh đấy, rồi gặp thằng kia, khóa mỏng từ nó đấy. Gặp thằng ấy rồi, biết rồi, mình biết rồi. Đợi nó đâm con nào cho vô. Ừ. Ôi giáp máu nó cay quá. Mẹ mày nó không biết đổi target cực vãi luôn. Thì giáp tinh thần mà bạn. Nhờn đổi. Vẫn đeo được kìa. Chỉ con bốn máu rồi vẫn đổi được. Tôi đơn rồi đó. Tôi có khóa mỏ là tôi đơn rồi đó. Jerry này. Giáp gai rồi, giáp gai kìa, giáp gai mà làm luôn đi. Ờ mình lấy cái thân lực ngon. Mình lấy cái thân lực ngon. Ờ được. Mình lấy thân lực thì mình thấy cho Brown, mà chắc là mình nghĩ là con Brown sẽ bị khóa mỏ đó nhở. 450 máu.
vẫn chưa được cả. 450 máu thêm cái thông đạo nó mới được à? Để chắc nó bị khó mỏng không? Đây, tên vui nó. Rồi, từ từ nhé, bỏ bớt lên Darius ra cho hai con này vào đã. Con non luôn. Cho Vi thân lực này, có tinh thần pháp sư đấy. Thì 2k Vi 2 cũng vậy, không bị khó mỏng được các bạn. Nó bị khó mỏng chắc hả? Bỏ giấy hiên thì mình đã nói mình kiếm một Jerry mà. Bỏ giấy hiên cái gì đấy? Người ta kích máy móc chứ bỏ không cả. Mệt ghê. Máy móc 25% tốc đắng đấy. Không cần nó trợ nhanh đấy. Bây giờ đi bạn ơi, cứu lên. Mình thắng nó rồi, mình đâu cái gì. Phải là thắng tôi bạn ạ. The stage is set. Jerry này. Jerry 2 là bú luôn. Ê, đi con mẹ, tôi nghĩ là một cách giả sống bạn ơi. Ui. Cái gì? Ui, bạn nhìn đồ sắp kết lên. Đi con mẹ ơi. Thì con Vi khác đổ đồ Jerry ra đi, nó phụ đam nhiều lắm á. Chết con mẹ, nó che kín quá. Đi mẹ, nó thăm được nó rồi. Cắn sao được mà ăn, nó có cốt bẫy mà. Tôi biết rồi, thì chỉ cần nó không che thôi là tôi cắn được. Ăn rồi đấy, ăn rồi, ăn rồi. Nhơn. Thằng này thì vừa lên, thằng này thì vừa lên luôn. Rồi, báo cháy luôn đi mày. Cháy chưa, sợ chưa báo cháy ấy. Chưa cháy, à báo rồi, báo cháy rồi, đỏ lòm rồi. Xong rồi, ăn rồi. Cinderella có chọi được cái con Ire đâu bạn, có kịp chọi đâu. Vừa ra ông thanh lịch cũng không khóa được, con Raven này nhiều máu quá. Nhưng sao, thằng này nó không có phá mỏm. Chọc lên, thằng kia nắm được không? Nó không có phá mỏm nào được. I've outdone myself this time. Con dây đó. Dây ý hả? Đó. Nãy giờ mình có đang kiếm dây mà nó có ra đâu. Let's get cracking. Có gì nick cả bạn. Cái này mình gặp thằng nhà phát minh mà, nó cái gì mình nó. Ui, mình bốn con gì nick lột lúc luôn, phải nhầu. Nhà phát minh này mình đấm cái một luôn bạn ơi. Đấy, thằng Ire này giờ nó bị khó mỏ rồi, nó đi mà nó. Này mà các bạn nhìn này, người ta xài Galio này, các bạn cứ để Syndra làm gì. Này con Galio ơi, để Syndra làm gì. Nó có chọi được không? Mình có bẫy nó chọi được không? Chọi được biết. Cút, mày đi. Chi? Ire 3 với chúng tôi. Ire 3 với chúng tôi. Mãn đôi nhãn chưa? Cho nó ăn luôn con dây hai á, nhớ tuần sau thì nó lên dây ba. Ý là phải coi thường mà, một nhà thì bảy nhà phát minh. Một nhà thì đánh con Galio. Đưa trước mặt nó chiếu vào mồm, nó có trợ được đéo đâu. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á, thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô